Tiêu chuẩn giao tiếp qua điện thoại, văn bản, email và mạng xã hội. Tiêu chuẩn giao tiếp qua điện thoại. Xin chào, phòng tuyển sinh xin nghe. Anh cho tôi hỏi, mua đồng phục thì mua ở đâu nhỉ? Đồng phục thì anh lên trường mua hoặc mua online, mà tôi cũng không chắc. Chờ tôi chuyển máy cho đầu mối phụ trách đã nhé. Xin chào, phòng tuyển sinh xin nghe. Chị cho tôi hỏi, tôi muốn đăng ký tuyển sinh cho con thì cần làm những gì? Anh vui lòng giữ máy, tôi sẽ chuyển máy cho đầu mối phụ trách tuyển sinh nhé. Trả lời điện thoại trọng tâm vào câu hỏi, đề nghị của người gọi. Không trả lời đối với các thông tin mình không phải là đầu mối phụ trách và chuyển thông tin đầu mối phụ trách cho người gọi nếu nắm rõ. Thế cầm máy đi. Khoan từ đã. Thế tôi chuyển máy cho anh tới bạn làm việc trực tiếp về hồ sơ đó nhé. Ok, chị chuyển đi. Cảm ơn nhé. Khi đang trong cuộc gọi và cần chuyển cuộc gọi cho người khác, hỏi ý kiến người đang trao đổi trước khi chuyển và thông báo về đối tượng sẽ tiếp nhận cuộc gọi. Alo, xin lỗi, tôi vừa họp xong. Anh gọi cho tôi có việc gì vậy? Trường hợp có cuộc gọi nhỡ, cần liên lạc lại sớm nhất có thể. Tôi đây, tôi vừa họp xong. Tôi gửi số liệu cho anh bây giờ đây. Sau khi trao đổi xong qua điện thoại, giữ máy đợi 2 đến 3 giây trước khi dập máy. Tiêu chuẩn giao tiếp qua văn bản, email. Cán bộ nhân viên được cấp một địa chỉ email và chỉ sử dụng địa chỉ này cho mục đích công việc của mình. Trường hợp không thể giữ liên lạc qua email, phải sử dụng công cụ trả lời tự động Auto Reply để người gửi email biết được khoảng thời gian vắng mặt và cách thức liên lạc trao đổi công việc. Không có lỗi chính tả hay ngữ pháp trong tất cả các văn bản. Văn bản, thư điện tử phải được trình bày chỉn chu, chuyên nghiệp. Công văn, thư tín trả lời cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng cần được cán bộ lãnh đạo có thẩm quyền kiểm soát, phê duyệt về nội dung và được trình bày chuyên nghiệp theo quy định cụ thể của từng cơ sở, bộ phận. Chỉ được gửi email cho đúng người có trách nhiệm, có thẩm quyền trực tiếp phối hợp, giải quyết công việc, không gửi thừa, gửi CC, gửi đồng thời cho các cán bộ nhân viên không thuộc đối tượng nêu trên, trừ trường hợp cán bộ lãnh đạo nhận email có yêu cầu bổ sung. Người gửi email phải nêu rõ mục đích gửi cho từng người nhận, phải tóm tắt nội dung cần báo cáo, xin ý kiến, trao đổi. Thư ký, trợ lý của cán bộ lãnh đạo cấp dưới không được gửi email hoặc thực hiện các tương tác khác với cấp trên của cán bộ lãnh đạo của mình, trừ trường hợp được cán bộ lãnh đạo cấp trên đó cho phép. Tiêu chuẩn giao tiếp qua mạng xã hội. Không trao đổi, gửi thông tin công việc có tính nhạy cảm qua ứng dụng mạng xã hội, phần mềm chat Zalo, Viber, Facebook, Messenger. Không lập các hội nhóm tương tác trên các ứng dụng mạng xã hội để trao đổi về công việc, trừ các trường hợp được phê duyệt. Đối với các phản hồi, thắc mắc, câu hỏi của khách hàng trên mạng xã hội, cần sử dụng trang đại diện của tập đoàn, công ty để trả lời, tuyệt đối không sử dụng trang cá nhân. Hãy ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn giao tiếp qua điện thoại, văn bản, email và mạng xã hội để cùng nhau góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh và chuyên nghiệp.